Cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 tại Afghanistan đã vừa kết thúc vào chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương và đang tiến hành kiểm phiếu, bất chấp hàng loạt những hành động đe dọa của phiến quân Taliban, bao gồm cả việc cắt ngón tay của 11 cử tri ở vùng nông thôn. Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận Taliban đã bắt cóc, sau đó cắt ngón tay của 11 cử tri ở tỉnh Wardak, nơi phiến quân Taliban vẫn còn hoạt động mạnh. Bộ này cũng cho biết người ta đã tìm thấy 11 ngón tay trỏ vẫn còn in đậm dấu mực tím, là loại mực dành cho cử tri ấn ngón tay khi bỏ phiếu. Hiện cử tri này đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Theo các nhà chức trách Afghanistan, thì hành động này được cho là nhằm khiến người dân sợ hãi và không dám tham gia cuộc bầu cử vừa qua tại đất nước này, một động thái được cho là nhằm phá hoại bầu cử. Tin đồn về các hành động kiểu như cắt ngón tay người bỏ phiếu đã lan ra từ trước khi diễn ra bầu cử. Tuy vậy thì hàng triệu cử tri Afghanistan vẫn đi bỏ phiếu bầu tổng thống, bất chấp mối đe dọa bạo lực từ Taliban. Tuy nhiên thì ở hầu hết các khu vực là thành trì của lực lượng nổi dậy, nhiều người vẫn không dám đưa ra lựa chọn của mình.